chào quý vị phụ huynh và các bạn nhỏ đang đến với cuộc thi sơ đồ tư duy Việt Nam 2022. Đây là một cuộc thi dành cho các bạn nhỏ trên khắp cả nước, một sân chơi để cho các bạn có thể làm quen với một phương pháp tư duy vô cùng mới. Và ngày hôm nay, ba đội thi đáng yêu nào sẽ đến với cuộc thi của chúng ta? Xin được chào đón đội Happy Mind đến từ trường tiểu học Tuệ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đội Phan Văn Kiêu đến từ trường tiểu học Phan Văn Kiêu, tỉnh Tiền Giang. Và đội Voi Con Thông Thái đến từ trường tiểu học Bình Phú, tỉnh Tiền Giang. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với ba đội chơi ngày hôm nay nha. Chú Minh Quân chào Happy Mind. Chào cả lớp. Tại sao các con lại lựa chọn cái tên là Happy Mind nhỉ? Dạ là Happy Mind có nghĩa là tư duy vui vẻ tích cực. Là con muốn mang tới một cái năng lượng vui vẻ tích cực cho cuộc thi này. Happy Mind, vui vẻ, đoàn kết, tự tin. Yeah. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúng ta vừa làm quen với những bộ não vui vẻ, đoàn kết và tự tin. Thế còn đội tiếp theo thì sao? Chúng ta hãy cùng làm quen với các bạn đi nhé. Hello ba cô gái. Dạ con chào chú. Chú thấy là các con đang mặc trên mình những chiếc áo rất là nhiều màu sắc. Thưa chú là trên áo của con có một chiếc máy bay. Một chiếc máy bay. Và một cái cúp. Một cái cúp. Trên chiếc cúp là số mấy đó? Dạ là số 1. Tại vì con vẽ nó bị lem. Chú nhìn vẫn rất là rõ số 1. Vậy thì cái số 1 này biểu tượng cho cái điều gì? Dạ là giành chiến thắng luôn. Phan Văn Kiêu quyết tâm giành chiến thắng về cho đội. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn các con nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với đội thi đấu cuối cùng ngày hôm nay. Ở một vùng đỏ rực của sân khấu như thế này, đó là các bạn đến từ đội Voi Con Thông Thái. Đội Voi Con Thông Thái này thì chú Quân đoán là các bạn đến từ những tỉnh thành ở Tây Nguyên, có đúng không? Voi Con thì phải đến từ Tây Nguyên, từ Cao Nguyên chứ. Thế các bạn đến từ đâu vậy? Đến từ Tiền Giang. À, các bạn đến từ tỉnh Tiền Giang à? Vậy thì hãy chia sẻ cho chú và các bạn nhỏ là tại sao các bạn lại lấy cái hình tượng con voi con? Bởi vì con voi con nó nhớ nhanh và nó có thể nhớ tất cả các đường đi mà nó đã đi qua. Nó nhớ rất là rõ và nó thuộc đường luôn, nó thuộc lòng luôn. Wow, đây là một chi tiết rất là thú vị ha. Và hóa ra là chú voi con còn có một trí nhớ rất là siêu phàm, rất là tốt như là bạn Hoàng Mai mới nói. Xin chúc các bạn sẽ có một cái tinh thần thi đấu thật là vui vẻ ngày hôm nay ha. Và xin phép được giới thiệu ba vị giám khảo của chúng ta ngày hôm nay. Vị giám khảo đầu tiên đó là ông Nguyễn Phùng Phong, kỷ lục gia siêu trí nhớ thế giới, chủ tịch của tổ chức MyMap Việt Nam. Tiến sĩ Trần Thúy Ngà đến từ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Biên tập viên Bảo An đến từ Đài Truyền hình Việt Nam. Các đội chơi sẽ bước vào 3 vòng thi. Nhớ siêu tốc. Vòng thi có mục tiêu là rèn luyện khả năng ghi nhớ các dạng dữ kiện trong sơ đồ tư duy phục vụ học tập. Vẽ siêu nhanh. Mục tiêu chuyển hóa các dữ kiện ngôn ngữ thành hình ảnh để việc ghi nhớ hiệu quả hơn. Đây cũng là một kỹ năng cần thiết khi xây dựng sơ đồ tư duy. Và mind map siêu đỉnh. Mục tiêu vòng thi này là rèn luyện kỹ năng khái quát bài học thành những bản tóm tắt bằng sơ đồ tư duy dễ hiểu, dễ nhớ, dễ học cho học sinh. Và bây giờ chắc là chú Phùng Phong sẽ đại diện cho ban giám khảo sẽ cùng gửi lời chúc đến các con trước khi các bạn bắt đầu vào lượt thi đấu đầu tiên. Thì chú Phong chào tất cả ba đội nha. Hôm nay chú Phong nhìn thấy ba đội rất là tươi vui luôn. Khởi đầu thường thì mình lần đầu tiên đến đài truyền hình sẽ có rất là nhiều người căng thẳng nè. Nó hiện hẳn lên gương mặt, nhưng mà riêng ba đội thì chúng ta nhìn thấy ai vào cũng thấy cười. Chú Phong nghĩ là kết quả cuối cùng sẽ gay cấn lắm đây. Rồi chúc các bạn thi thật là vui. Thật là nhiều cái trải nghiệm và những cái bài học cho chính mình trong cái sân chơi này nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn chú Phùng Phong. Chú Quân cũng xin chúc các bạn thật là bình tĩnh và đạt kết quả thật là xuất sắc ngay từ vòng thi đầu tiên. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với vòng thi đầu tiên, đó là nhớ siêu tốc. Ba đội chơi cùng tham gia với 3 câu hỏi để kiểm tra khả năng ghi nhớ nhanh về từ vựng, con số và hình ảnh.
mỗi lượt câu hỏi xuất hiện trong 30 giây. Sau đó, các đội chơi có 1 phút để viết ra các dữ liệu ghi nhớ được. Mỗi con số, từ vựng, hình ảnh đúng sẽ đem lại 1 điểm cho đội chơi. Mỗi lượt câu hỏi tối đa đạt 30 điểm. Tổng điểm phần chơi là 90 điểm. Đội nào nhớ được nhiều dữ liệu hơn là đội chiến thắng. Lượt ghi nhớ đầu tiên, lượt nhớ số dành cho các bạn. Bắt đầu. Chúng ta còn 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Thời gian để các bạn viết đáp án lượt nhớ số. Bắt đầu. Hết giờ. Các bạn dừng bút. Mời các bạn sẽ lần lượt dán đáp án của mình lên trên bảng. Sau lượt chơi đầu tiên, ba đội chơi có điểm số như sau. Đội Phan Văn Kiêu đang tạm thời dẫn đầu khi ghi được 12 điểm. Tiếp theo là đội Voi Con Thông Thái với 10 điểm. Cuối cùng là đội Happy Mind với số điểm khá khiêm tốn là 7 điểm. Do chưa có chiến thuật phân công hiệu quả giữa các thành viên trong đội. Ngay sau đây sẽ là lượt nhớ thứ hai, lượt nhớ từ ngữ. Thời gian để cho các bạn nhớ từ ngữ. Bắt đầu. Còn 4, 3, 2, 1, hết giờ. Thời gian để các bạn viết xuống đáp án phần từ ngữ. Bắt đầu. Chúng mình còn 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Xin mời ba đội dán đáp án của mình lên bảng. Ở lượt nhớ từ ngữ, đội Voi Con Thông Thái đã có sự bứt phá khi vươn lên dẫn trước với 21 điểm. Đội Phan Văn Kiêu cũng thành công ghi thêm cho đội mình 18 điểm và tạm đứng ở vị trí thứ 3 là Happy Mind với 16 điểm. Đã có sự thay đổi thứ tự so với lượt nhớ đầu tiên. Ta sẽ tiếp tục đến ngay với lượt nhớ cuối cùng trong phần thi nhớ siêu tốc ngày hôm nay. Đó là lượt nhớ hình ảnh. Thời gian để các bạn nhớ hình ảnh. Bắt đầu. Chúng ta còn 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Và thời gian để các bạn viết đáp án. Bắt đầu. Ba, hai, một, hết giờ. Xin mời ba đội dán đáp án của mình lên bảng. Ở lượt chơi cuối cùng, nhớ hình ảnh, đội Phan Văn Kiêu đã xuất sắc vượt lên khi ghi được điểm số khá cao, 20 điểm. Đội Happy Mind đứng ở vị trí thứ 2 với 14 điểm. Và đội Voi Con Thông Thái ghi được 13 điểm. Như vậy là chúng ta vừa trải qua phần thi nhớ siêu tốc một cách rất là nhanh chóng. Những số, những từ vựng, những hình ảnh đã được các bạn ghi nhớ và viết lại trên đáp án.
Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có một thí sinh thuận tay trái, thì không biết là chuyên gia Vùng Phong có thấy là cái việc này nó ảnh hưởng gì đến cái việc ghi nhớ của các con không ạ? Các nhà khoa học về não bộ họ đã phân tích là cái tay trái của mình á là do cái bán cầu não bên phải đó nó điều khiển ha, và cái tay bên phải thì do cái bán cầu bên trái nó điều khiển. Thì khi mà bạn thuận tay trái có nghĩa là bên phải của bạn mạnh lắm á, mà nếu bên phải mạnh á thì cái năng lực mà về hình ảnh nè, về sự tưởng tượng nè, cảm xúc nè của các bạn đó nó sẽ mạnh hơn. Trong cái lượt thi đầu tiên này thì cuộc thi muốn chúng ta kiểm tra xem chúng ta có biết cái cách để ghi nhớ bằng hình ảnh một cách dễ dàng không. Và hiển nhiên chúng Phong cũng quan sát có hai đội, có hai thành viên có vẻ như là chúng ta vẫn có vẻ như là mới học, chưa có thành thạo lắm. Nên khi mà bắt đầu thi chúng Phong vẫn thấy các bạn nhắm, đó là biểu hiện của học thuộc lòng á. Và nếu các bạn học thuộc lòng kiểu đó thì nó sẽ hơi cực mình và nó lâu, cái thời gian nó tốn nhiều hơn. Nên chúng Phong cũng mong sau cái sân chơi này các bạn sẽ dành thời gian chúng ta học thêm về những cái phương pháp để cái việc học của mình trở nên nhẹ nhàng hơn ha. Xin được cảm ơn chú Phùng Phong. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với kết quả của vòng thi đấu đầu tiên Nhớ Siêu Tốc. Kết thúc vòng thi Nhớ Siêu Tốc, tổng điểm của cả ba đội chơi hiện tại như sau. Đội Phan Văn Kiêu đang tạm dẫn đầu với 50 điểm. Đội Voi Con Thông Thái xếp ở vị trí thứ hai với 44 điểm. Và đứng thứ ba là đội Happy Mind với 37 điểm. Cùng đến với vòng 2 để xem các đội có thay đổi được tình thế hay không nhé. Chúng ta cùng quay trở lại với cuộc thi sơ đồ tư duy Việt Nam 2022. Và sau vòng thi Nhớ Siêu Tốc, chúng ta sẽ cùng đến với Vẽ Siêu Nhanh. Vẽ siêu nhanh. Từng đội lên lần lượt và mỗi đội có 3 lượt chơi. Thành viên thứ nhất được cung cấp một từ khóa. Trong 1 phút đầu tiên, thành viên thứ nhất vẽ lại hình ảnh mô tả từ khóa đó và hai thành viên còn lại của đội dựa trên hình vẽ để đoán. Thành viên vẽ tranh chỉ được trả lời đúng hoặc sai trước mỗi đáp án đồng đội đưa ra. Mỗi từ đoán đúng trong 1 phút đầu tiên này sẽ được 30 điểm. Sau 1 phút, nếu đội chơi vẫn chưa có câu trả lời, thì thành viên thứ nhất tiếp tục có 30 giây được gợi ý thêm bằng lời mô tả. Mỗi từ đoán đúng trong 30 giây tiếp theo sẽ được 20 điểm. Lưu ý, trong quá trình mô tả, không được nhắc đến từ khóa, viết chữ ký hiệu đặc biệt, sử dụng tiếng Anh hay các từ đồng âm. Hai thành viên còn lại sẽ tiếp tục đoán dựa trên hình vẽ và lời gợi ý. Đoán được thì nhận 20 điểm, nếu không đoán được thì không được điểm. Ba thành viên trong đội sẽ thay nhau vẽ tranh và mô tả. Điểm tối đa cho phần thi này là 90 điểm. Chúng ta sẽ bắt đầu vòng thi vẽ siêu nhanh ngày hôm nay với đội đang dẫn đầu của vòng thi Nhớ Siêu Tốc, ba cô gái của trường tiểu học Phan Văn Kiều. Xin mời thành viên đầu tiên của đội Phan Văn Kiều lên cùng với chú Quân để bốc từ khóa. Thời gian để vẽ từ khóa cho bạn Nguyên Thảo. Bắt đầu. Cái từ này có 2 tiếng. Cái giếng. Bạn đã đoán chuẩn một sự vật trong này rồi. Giếng nước. Sai. Giếng nước không phải rồi. Con có thể vẽ thêm đó. 5, 4, 3. Cô tắm. Và bây giờ chúng ta sẽ có 30 giây cho Nguyên Thảo để con nói giải thích về từ khóa. 30 giây cho Nguyên Thảo, bắt đầu. Đây là một cái câu chuyện mà nó tâm cảm. Chính xác. Và chị muốn hỏi con, người đã đoán gần chính xác trong lúc mà bạn vẽ thì cái chi tiết nào khiến cho con nghĩ đến đây là cô Tấm nè? Cô tắm cho cái bóng ăn và cô em và mẹ lấp ló nhìn thấy. Đúng rồi. Chúc mừng các bạn với từ khóa đầu tiên. Và ai sẽ là thành viên tiếp theo? Lên đây bốc từ khóa nè. Con chọn đi. Thời gian để bạn Anh Thư vẽ từ khóa bắt đầu. Có 4 âm tiết. Gần rồi, gần rồi. Câu chuyện cây
ra. Đúng. Con vẽ tiếp, con vẽ tiếp. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Bây giờ là 30 giây để anh Thư diễn tả cho các bạn của mình mà không nhắc đến từ này ha. Thời gian cho con bắt đầu. Đây là một câu chuyện có người anh trai và người em. Người anh trai 25 còn người em thì hiền lành và nhân từ. Có một con chim đại bàng. Con quả ăn khế. Gần rồi, con ơi, gần lắm rồi, cả ba đáp án con nói gần đúng rồi. Đây là hết giờ. Đáng tiếc quá. Bác cô chú trong ban giám khảo có liên tưởng đến từ khóa nào không ạ? Mình thì nghĩ là cái cây khế là chắc chắn có thể có ở trong từ khóa này. Có thể là cổ tích cây khế hoặc là câu chuyện cây khế. Chú A là người được gần nhất, chú được 3 cái tiếng đúng rồi. Bởi vì đáp án chính xác của chúng ta chỉ chạy đi một chút xíu thôi. Đó là sự tích cây khế. Cảm ơn anh Thư đã vẽ rất là xinh và giải thích cũng rất là rõ ràng. Chúng ta còn một thành viên nữa. Từ khóa số 1 là tấm cám. Từ khóa số 2 là sự tích cây khế. Không biết từ khóa số 3 dành cho các bạn sẽ là gì đây ha. Và bây giờ thời gian để cho bạn Khả Ngân vẽ từ khóa bắt đầu. Tức giận. Sai. Bực mình. Sai. 30 giây, còn 30 giây. Sai. Cầm. Con cần phải tập trung vào cái đối tượng. Đó, ui. Từ này có 2 tiếng lận. Từ này có 2 tiếng lận. Ném đi. Sai, mất đi. Cây mũi tên bạn chỉ vào đâu? 3 2. Nổ. 1. Rồi, và sau đây chúng ta còn 30 giây để hiểu rõ thêm về từ khóa này. Cái con này là lúc mình đi ngủ là nó hay chích mình đó. Đặt mũi. Sai. Con mũi. Đúng rồi. Đội Phan Văn Kiêu đã đoán được từ khóa của chúng ta. Đó là từ con mũi. Thế nhưng mà rất tiếc là bạn Khả Ngân trong quá trình mà diễn tả của mình đã chót nhắc đến chữ con. Cái con này là lúc mình. Cái con này là lúc mình. Và như vậy là chúng ta đã phạm luật mất rồi. Rất là đáng tiếc cho các bạn là các bạn đã không được điểm trong lượt chơi vừa rồi. Chúng ta vừa trải qua lượt thi vẽ siêu nhanh của các bạn trường tiểu học Phan Văn Kiêu. Xin cảm ơn các bạn và chúc mừng các con đã giành được những điểm số cho đội mình. Và bây giờ hãy đến với đội thi tiếp theo. Ba chú voi con thông thái đã quay trở lại với vòng thi vẽ siêu nhanh. Xin chào ba bạn. Xin giới thiệu chú voi con thông thái đầu tiên. Xin mời Khánh Vân hãy cùng bốc từ khóa cho đội mình. Rồi. Thời gian để cho bạn Khánh Vân vẽ từ khóa bắt đầu. Cây. Cây. Rõ hơn. Hoa. Hoa. Cái tre. Cầu thang. Cẩm tú cầu. Tôi chưa thấy cái cẩm tú cầu mà nó dài như thế này. Từ này có 4 tiếng. Chúng mình còn 20 giây. Cây trúc đầu làng, cây tre đầu làng. Cây trúc đầu làng, cây tre đầu làng đúng hay sai kìa? Dạ sai. Cái hình ảnh đang rất tốt rồi nhưng mà cây có lẽ là thiếu. Cây tre trong đốt chính xác. Rồi cô gái ơi, cẩm tú cầu này, rồi cây trúc, cây mai mà ra được cây tre hả con? Tại con thấy nó giống cây, con đoán đại, đoán trúng thì trúng, không trúng thì thôi. Rồi người ta trúng rồi, được điểm rồi. Bây giờ hãy cùng đến với chú voi con thứ hai, xin mời bạn. Con rõ chưa? Dạ rõ. Rõ rồi. Thời gian dành cho bạn Kiều Tiên để vẽ từ khóa bắt đầu. Xa gần. 2 tiếng nữa. Còn 40 giây. Cao. Cao như kẻ trồng. Ăn quả như kẻ trồng cây hả? 2 tiếng mà, đó. Trồng cây, gieo hạt. Sai. Làm sao để các bạn ấy biết đây là cái đấy? Cần phải thêm cái gì nữa? Cung trăng, chú củi. Chính xác. Xin chúc mừng các bạn đã đoán chính xác được từ chú cuội. Và ở phía bên kia tôi đã thấy một chú voi con cuối cùng đang lấp ló ở phía bàn rồi. Tiến tới với từ khóa cuối cùng. Rất nhanh,
nhìn từ khóa lướt qua một phát đến chiếc bảng luôn. Và thời gian dành cho bạn Hoàng Mai bắt đầu. Thang lằn. Sai. Bầu. 35 giây. 3 tiếng. Nóng nải. 5 giây. Nóng thằng lằn. Nóng một. Nóng nải. Hết giờ. 30 giây cho bạn Hoàng Mai diễn tả từ khóa cho đội mình. Bắt đầu. Ở trên chảnh á. Mặt trời. Nóng. Cái gì luật sư? Cái gì luật sư? Ly hôn thì mình làm gì? Dắt nhau lên tòa làm gì? Dắt nhau lên tòa làm gì? Một tuần thử. Phán thử. Phán. Còn 3 giây. Lỡ như mình ghét người nào đó mình lên mình làm gì mình. Rồi hết giờ. Kiện. Đúng rồi, kiện. Nhưng mà hết giờ rồi. Bây giờ có kiện có trời rồi thì theo con cái từ còn lại là gì? Cóc kiện trời. Rồi, con đoán đúng rồi nhưng mà không được tính điểm. Các con ơi, vừa rồi là các con đã đoán được đáp án. Thế nhưng thời gian đã kết thúc, cho nên là dù xa từ cái từ vừa rồi các bạn cũng rất tiếc là không được tính điểm ha. Các con đã có một phần thi rất xuất sắc nha. Chúc mừng ba chú voi con thông thái. Và sau đây sẽ là phần thi vẽ siêu nhanh của các bạn đội Happy Mind. Không biết là những bộ não vui vẻ thì sẽ vẽ tranh như thế nào nhỉ? Xin mời thành viên đầu tiên. Từ khóa đầu tiên của bạn Nguyễn Nguyễn nào. Thời gian vẽ từ khóa cho bạn Nguyễn Nguyễn. Bắt đầu. Nhanh lên Nguyễn ơi. Nhanh Nguyễn ơi. Con sáu. Con sáu. Biển. Từ này có 4 tiếng. Ngắm cảnh. Sông Linh Thủy Tinh. Chính xác. Rất thông minh, rất xuất sắc. Đúng không? Ghê. Ui con từ. Trời. Ủa các bạn, chắc gì người ta là sơn tinh trời. Tại vì cái con có xem nhiều sự tích á. Và con đi coi lại rất là nhiều. Một tràng pháo tay nữa cho từ khóa sơn tinh thủy tinh. Con sẽ chọn một trong hai từ khóa này. Có vẻ như đây sẽ là một thử thách không nhỏ dành cho đội Happy Mind. Để xem các bạn vượt qua như thế nào ha. Thời gian dành cho bạn Hưng Thái để vẽ từ khóa. Bắt đầu. Đất liền. Cây. Rồi. Cao. Còn hải đăng. Rồi. Các bạn đang chơi rất tốt. Tiếp tục phát huy. Rồi. Đảo. Rồi. Từ này có 2 tiếng. Leo cây. Rồi. Hái dừa. Không phải luôn. Trộm dừa. Còn 30 giây. Các con tiếp tục đi. Cái dứa. Không phải. Còn 15 giây. Không phải. Con ơi. Chặt cây. Giết người. Không phải. Gần đúng rồi nhưng mà nó ở trên đó. Chặt dứa. Không phải. 3 2 1 hết giờ. Trời ơi. 30 giây cho Hưng Thái. Bắt đầu. Một cái cây mà trong cái phim Tấm Cám lúc mà đánh đổ. Đúng rồi. Mới đúng một từ thôi. Cái chậu. Ghép hai từ đó lại được không? Chậu xong rồi cái gì nữa? Chậu xong rồi cái gì nữa? Chậu xong rồi cái gì nữa? Rất là đáng tiếc. Đáp án của chúng ta là chậu cao. Cho nên là khi mà bạn Hưng Thái nhắc đến từ chậu là chúng ta đã bị vi phạm luật mất rồi. Không sao. Nhưng mà con có biết không là mặc dù con không ghi điểm nhưng mà trường quay rất là vui vẻ với cái từ ngữ này. Từ khóa cuối cùng cho Phương Vi. Rồi mời con. Thời gian cho bạn Phương My vẽ từ khóa. Bắt đầu. Rồi chú ước gì bạn người. Nào? Người. Không phải. Người quen. Có mấy từ chú? Hai. Con không được nói từ khác nha, chỉ nói đúng hoặc sai thôi. Ông bột. Chính xác. Ủa gì vậy? Họa sĩ còn đang chưa biết mình đang vẽ gì thì ở dưới đã đoán được rồi. Bạn nào đoán rồi đó? Dạ Nguyễn. Nguyễn ơi. Sao hay ông bụt đâu vậy? Dạ là gì? Có cái râu á mày. Tôi thấy mấy cái ăn bột trong phim mới có râu rồi. Rồi cảm ơn con.
tôi mới vẽ nó cái đâu luôn á. Chúc mừng đội Happy Mind đã hoàn thành xong phần thi vẽ siêu nhanh. Sau khi ba đội chơi đã cùng trải qua phần thi vẽ siêu nhanh, một phần chơi rất là nhiều cảm xúc. Không biết là ba vị giám khảo của chúng ta khi mà thấy các con chơi ngày hôm nay như vậy thì các cô chú có quan sát được gì không ạ? Một trong những cái ý nghĩa to lớn của cái vòng 2 này đó là giúp cho các bạn rèn luyện cái năng lực tưởng tượng ha. Và thứ hai là năng lực liên kết. Năng lực tưởng tượng nghĩa là sao? Tức là một bạn của mình ở trên đây á là vẽ một cái hình và làm mình phải hình dung đó là cái gì. Và khi mà một người mà có được cái năng lực tưởng tượng tốt và đặc biệt là năng lực liên kết tốt là vô cùng quan trọng cho cuộc sống của mình sau này. Rất là nhiều người đó, họ có rất là nhiều kiến thức luôn á, nhưng mà cái năng lực liên kết của họ thì không phải là một năng lực tốt, nên dẫn tới những cái kiến thức đó nó cứ nằm rời nhau và không biết dùng nó để làm gì hết trơn á. Chú không thấy các bạn, cái năng lực tưởng tượng của các bạn thật sự trong cái trận này rất là mạnh và cái năng lực liên kết cũng rất là tốt. Và đặc biệt một cái điều rất là quan trọng nữa của sân chơi này á, chính là các cô chú, những người thực hiện chương trình đó, ban tổ chức họ rất là mong muốn đó là sẽ giúp cho các bạn rèn luyện được một cái đức tính rất là quan trọng, đó là không sợ sai. Và cái nếu mà nói về cái tính chất này đó thì cái đội Happy Mind là làm tuyệt vời nhất luôn á. Chú Phong thấy trời trả lời gì mà trả lời liên khúc và khi nghe ở trên này nói là sai vẫn cứ tiếp tục trả lời, đó là một cái đặc trưng cực kỳ tuyệt vời luôn. Một người mà sai nhiều thì chắc chắn sẽ rút kinh nghiệm dần và cuối cùng sẽ đúng thôi. Các cô chú, những người thực hiện chương trình này cũng đang rất là hạnh phúc với phong cách đó của các bạn đấy. Các bạn tiếp tục ha. Rồi, hai đội còn lại cũng đã thể hiện được những cái năng lực, những cái thế mạnh của mình trong vòng 2. Và chú Phong chúc mừng luôn cả ba đội. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ngày hôm nay thì Quân đã được học hỏi từ các bạn rất là nhiều. Và không biết là với cái vòng thi như vậy thì điểm số của các bạn hiện đang là bao nhiêu? Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Kết thúc vòng thi vẽ siêu nhanh, điểm số của cả ba đội như sau. Với chiến thuật liên tục đoán và đưa ra các từ khóa, đội Vo Con Thông Thái và Happy Mind đã nhanh chóng có được hai đáp án đúng ngay từ lượt vẽ đầu tiên và ghi cho đội mình 60 điểm. Tuy nhiên, Happy Mind do có tốc độ trả lời và ghi điểm khá nhanh nên cũng vì thế bị phạm luật ở từ khóa cuối. Còn Vo Con Thông Thái do mất quá nhiều thời gian để giải thích nên cũng đã không kịp ghi điểm ở từ khóa thứ 3. Đội Phan Văn Kiêu còn khá rụt rè khi đưa ra các đáp án và cũng bị phạm luật nên vòng thi này. Đội chỉ trả lời đúng được một từ khóa ở 30 giây gợi ý bằng lời với số điểm là 20. Như vậy, xếp hạng của cả ba đội đã có sự thay đổi đáng kể so với vòng đầu tiên. Đang tạm dẫn đầu là đội Voi Con Thông Thái. Mới chỉ sau 2 vòng thi, nhớ siêu tốc và vẽ siêu nhanh thì thứ tự của ba đội thi đã có sự thay đổi. Điều đó có nghĩa là gì? Kết quả vẫn còn có thể thay đổi tiếp tục sau vòng thi cuối cùng. Ba đội, các con, bây giờ là lúc các con hãy lấy lại tinh thần, vui vẻ để cùng bước tiếp vào vòng thi cuối cùng của chúng ta. Đó là Mind Map siêu đỉnh. Mind Map siêu đỉnh. Mỗi đội cử một thành viên lên bốc thăm để chọn chủ đề. Nội dung bao gồm các bài học bất kỳ trong sách giáo khoa và các tài liệu tham khảo có liên quan đến chương trình học lớp 4, lớp 5 thuộc 6 môn học: Toán, Tiếng Việt, Lịch sử, Địa lý, Khoa học và Kỹ năng sống. Mỗi đội sẽ có 15 phút để vừa đọc và vừa vẽ sơ đồ tư duy từ nội dung nhận được. Sau đó, mỗi đội sẽ chỉ có tối đa 2 phút để thuyết trình nội dung. Ban giám khảo sẽ nhận xét, đánh giá, cho điểm dựa trên thang điểm như sau: độ chính xác của kiến thức, kỹ thuật vẽ sơ đồ tư duy, khả năng thuyết trình, khả năng hiểu biết về nội dung kiến thức thông qua câu hỏi phụ. Điểm tối đa cho phần thi này là 100 điểm. Bây giờ chúng sẽ mời ba đội trưởng của ba đội sẽ lên sân khấu để chúng ta cùng lựa chọn chủ đề cho vòng tiếp theo này. Xin mời. Và sau đây, thời gian 15 phút dành cho các bạn mở đề và vẽ sơ đồ tư duy. Bắt đầu. Ở các cuộc thi sơ đồ tư duy cá nhân theo tiêu chuẩn quốc tế, thời gian vẽ sơ đồ tư duy thường kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Nhưng ở cuộc thi đồng đội này, mỗi đội chỉ có 15 phút để hoàn thiện sơ đồ. Đây là khó khăn, đồng thời cũng là thách thức với các bạn thí sinh nhỏ tuổi. Với vòng thi này, các đội chơi nhận được các chủ đề thuộc các lĩnh vực tiếng Việt, kỹ năng sống và lịch sử.
Hãy cùng xem các đội sẽ triển khai sơ đồ tư duy như thế nào nhé. Ba cô gái của đội Voi Con Thông Thái với chủ đề thuộc môn tiếng Việt, câu hỏi, câu cảm đã ngay lập tức bắt tay vào việc thiết kế hình ảnh trung tâm và các nhánh chính của sơ đồ. Có lẽ vẽ và màu sắc là lợi thế của cả ba cô gái, nên cả ba cùng nhau chia các nhánh ý ra để triển khai đồng thời. Với vai trò đội trưởng, Hoàng Mai là người phân công công việc cũng như động viên tinh thần cho cả đội. Có phàn nàn nữa đi. Đúng rồi, cảm ơn nha. Đội Happy Mai đã bốc được chủ đề vượt qua sự lười biếng, một chủ đề khá gần gũi và mang đến nhiều ý tưởng. Độ hết mình và lan xả của đội được thể hiện rõ nhất khi một thành viên nam sẵn sàng trèo lên bàn để vẽ. Nguyễn Nguyễn, dù là cậu bé hạt tiêu nhất đội nhưng có khả năng lãnh đạo, dẫn dắt rất tốt khi liên tục đưa ra các chỉ dẫn và ý tưởng hợp lý cho các bạn của mình. Cảm nhận nha, cảm nhận. Ơi, vẽ cái khung hình vuông đi. Sự phối hợp nhịp nhàng và ăn ý khiến sơ đồ của đội Happy Mind đang được hoàn thiện với tốc độ nhanh nhất. Đội Phan Văn Kiều bốc được chủ đề trường học thời hậu Lê, một nội dung của lịch sử với nhiều dữ kiện thông tin. Tuy nhiên, các bạn cần hiểu đúng nội dung và bối cảnh lịch sử để tìm được các ý chính và từ khóa phù hợp. Đọc kỹ đề, cả ba thành viên đang phân công nhau để giải quyết các yêu cầu của bài thi dù có phần hơi lo lắng. Với sự phân chia nhiệm vụ hợp lý, hy vọng đội Phan Văn Kiều sẽ đạt được kết quả tốt trong vòng thi này. 3, 2, 1, header, các bạn dừng vote. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần thuyết trình của đội Những Chú Voi Con Thông Thái. Xin mời các bạn. Hôm nay con sẽ chia sẻ với ban giám khảo các bạn và thầy cô về câu cảm và câu hỏi. Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe về câu hỏi. Câu hỏi có thể được gọi là nghi vấn cho những thứ mình chưa hiểu. Thường câu hỏi sẽ hỏi về nghi vấn cho những người khác hoặc cho bản thân. Ví dụ như là mình đã làm bài tập xong chưa? Câu hỏi có thể có những thái độ, câu hỏi khen chê, câu hỏi khẳng định hoặc câu hỏi phủ định, câu hỏi mong muốn và câu hỏi yêu cầu. Những từ có trong câu hỏi thường là gì, sao, ra sao và thế nào. Ví dụ như hôm nay con có học không? Phía sau câu hỏi thường phải có dấu chấm hỏi. Tiếp theo là câu cảm. Để hiểu hơn về phần câu cảm, chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ nha. Câu cảm còn gọi là câu cảm thán, dùng để khen chê như là trong câu có từ ngữ ôi chao chà, trời lắm quá. Để hiểu rõ thêm, chúng ta qua phần ví dụ. Ví dụ của chúng ta đó là ôi chao vũ công đẹp quá. Cảm ơn ban giám khảo, thầy cô và các bạn đã lắng nghe chia sẻ của đội Voi Con Thông Thái của chúng con. Ôi chao, phần thuyết trình của đội Voi Con Thông Thái dễ thương quá. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần thuyết trình của các bạn đến từ đội Phan Văn Kiều. Xin mời các bạn. Con kính chào quý thầy cô và tất cả các bạn. Con dễ nội dung về trường học thời hậu Lê, lịch sử, địa lý, nhà xuất bản, giáo dục. Và tiếp theo là mình tìm hiểu. Chúng ta sẽ tìm hiểu về nhà hậu Lê. Nhà hậu Lê dựng nhà thái học và dựng quốc tử giám. Trường hậu Lê nhận con cháu vua và mở bên cạnh lớp học tư. Xin cảm ơn ba bạn gái của đội trường tiểu học Phan Văn Kiều. Và sau đây sẽ là 2 phút thuyết trình của đội Happy Mind. Xin mời các bạn. Con chào thầy cô và ban giám khảo. Hôm nay con xin thuyết trình về một chủ đề mà chắc chắn là ai cũng đã trải qua một lần rồi, đó là về sự khắc phục để mình không còn lười biếng nữa. Trước đây con xin trình bày hậu quả của việc lười biếng, đó chính là mình không thành công và nó sẽ tạo ra những thói quen xấu cho mình. Nhưng nếu như mình gặp những cái sự không mong muốn như vậy thì mình sẽ có cảm giác là buồn bã, tức giận và đôi lúc mình cũng sẽ bị quê nữa. Khi nếu như mà mình thay đổi cái này, mình chăm chỉ học tập và mình không lười biếng là mình sẽ có như là thi tốt, mình được thầy cô yêu thương. Sau đó là mình sẽ thấy vui vẻ và rất là hạnh phúc. Không biết ở đây các thầy cô và khán giả có cảm thấy là đúng như thế không ạ? Và
con rút ra bài học từ phần này, đó chính là chúng ta không nên lười biếng. Chúng ta phải chăm chỉ vận động, chăm chỉ học tập để chúng ta có một tương lai thật là tốt. Chúng ta vừa theo dõi 3 phần thuyết trình của 3 đội, rất là đáng yêu. Và bây giờ thì trước khi mà chúng ta cùng đến với kết quả cuối cùng, hãy cùng đến với phần đặt câu hỏi và phần nhận xét của 3 vị giám khảo nhé. Xin chúc mừng cả 3 đội. Trong một thời gian ngắn mà chúng mình đã vừa đọc thông tin này, chọn lọc thông tin và vẽ ra những cái sơ đồ tư duy rất là sống động, nhiều màu sắc, và cô thấy nội dung cũng rất logic. Ở đội Happy Mind thì rất là chủ động chuyển cái kiến thức đấy thành của mình. Khi mà các con thể hiện ý tưởng là đã lồng vào đấy những cái cảm nhận cá nhân của các con và cả những cái liên hệ với chính bản thân mình nữa. Cái điều đấy nó rất là tuyệt vời. Cũng muốn hỏi là cái thông điệp quan trọng nhất theo nhóm con ấy để vượt qua sự lười biếng là gì? Có sự lười biếng như thế thì mình phải có một cái ý chí rất là mạnh mẽ để mình có thể vượt qua được một cái thứ tuyệt vời. Xin chúc mừng đội Happy Mind. Còn chú Bảo An thì sẽ nhận xét ở cái lĩnh vực mà thuyết trình. Với voi con thông thái thì các bạn cũng rất là đầy đủ, có mở này, có chào hỏi này, có kết nối đến bạn thứ hai, và cũng có phần kết rất là đầy đủ. Các con cũng có đan xen giữa việc tương tác với khán giả và nhìn cái mind map của mình để chia sẻ thông tin. Tuy nhiên ở bạn thứ hai, khi mà nói về câu cảm thì cái phần đầu con đã lựa chọn một cái tiết tấu nó hơi chậm, hơi ề ả một chút xíu. Con cần đẩy một cái tiết tấu nó cuốn hút hơn, tức là có nhiều cảm xúc hơn nữa. Rồi một lần nữa xin chúc mừng cả 3 đội. Đội Phan Văn Kiêu thân mến, chú Phong có một câu hỏi dành cho bạn đây. Đó là theo các bạn ấy, cái bộ não của mình mà nếu mà phải nhớ những con số và nhớ những cái hình ảnh thì nó sẽ thích con số hơn hay là hình ảnh hơn? Dạ thưa thầy là thích hình ảnh hơn ạ. Sự thật á là con người á, cái ngôn ngữ đầu tiên mà người ta giao tiếp với nhau á là hình ảnh đó. Khi các bạn chưa biết nói nhưng các bạn có nhớ là lúc đó các bạn muốn cái gì, các bạn đã biết chuyện hình dung à, đưa cái đó, bú phải không, cái đưa cái bình đó, đúng không, các bạn nhớ không? Thế thì cái bài học của các bạn là một bài học nó có chủ đề là lịch sử, thật sự là cũng là gây khó dễ cho mình trong việc chọn hình ảnh. Nhưng các bạn nghĩ các bạn có thể vẽ một ngôi trường vào hình trung tâm không? Đó, trường học thời Hậu Lê đó. Các bạn nghĩ các bạn có vẽ được ngôi trường nhanh không? Chú Phong nghĩ là chỉ cần trong vòng khoảng 10 giây đổ lại các bạn hoàn toàn có thể vẽ vẽ lên. Xong ghi chữ Hậu Lê bên dưới là biết đây là trường thời Hậu Lê rồi. Và chú Phong chỉ góp ý thêm cho các bạn là lần sau nên dùng một cái hình trung tâm ấn tượng để làm cho cái người coi may mét thấy là cái này dễ nhớ nè. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. 15 phút làm như vậy đã là rất tuyệt vời rồi. Xin cảm ơn lời nhận xét của 3 vị giám khảo. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với kết quả. Đầu tiên là đội voi con thông thái với số điểm là 85. Xin chúc mừng. Tiếp theo là đội Phan Văn Kiêu với số điểm là 71. Xin chúc mừng. Và đội cuối cùng Happy Mind với số điểm 91. Xin chúc mừng các con. Kết thúc vòng thi cuối cùng, tổng điểm của 3 đội chơi như sau. Đội Phan Văn Kiêu dù cũng đã rất nỗ lực nhưng chỉ về đích với số điểm chung cuộc là 141 điểm. Đội Happy Mind và voi con thông thái cùng liên tiếp ghi được những điểm số rất cao ở những vòng thi cuối và thể hiện tinh thần chơi hết mình, vui hết mình. Tuy nhiên, kết quả chung cuộc, Happy Mind chỉ suýt soát kém voi con thông thái 1 điểm và đứng ở vị trí thứ 2 với tổng điểm là 188 điểm. Đội voi con thông thái giành được 189 điểm và giành chiến thắng ở trận đấu hôm nay. Và xin được chúc mừng cả 3 đội. Xin cảm ơn 3 đội chơi ngày hôm nay đã mang đến những màu sắc hết sức là dễ thương cho chương trình. Và bây giờ sẽ là lúc mời các đội chơi lên trên sân khấu để nhận những phần quà từ phía ban tổ chức. Một tràng pháo tay lớn cho các bạn Happy Mind. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những phần trao quà dành cho những sự đặc biệt ngày hôm nay. Đó là những chú voi con thông thái. Và xin được mời chú Nguyễn Phùng Phong, kỷ lục gia siêu trí nhớ thế giới, chủ tịch tổ chức Mamet Việt Nam sẽ trao quà cho 3 chú voi con của chúng ta. Các bạn khán giả thân mến, trận đấu ngày hôm nay đã dành cho các bạn rất là nhiều những kinh nghiệm này, những bài học với những phương pháp tư duy sáng tạo
Các bạn có cảm thấy vui khi theo dõi chương trình cùng với chúng tớ không? Đừng quên theo dõi những số tiếp theo nhé. Còn bây giờ, chương trình của chúng tớ xin chào và hẹn gặp lại.